các bạn, hôm nay mình sẽ đột nhập vào kho đàn của Minh Phụng để xem những cái đàn piano cơ sẽ tái sinh như thế nào để trở thành những cái đàn piano cơ mới toanh. Hãy cùng mình khám phá nhé. Let's go! Uyên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn tại Minh Phụng Music để tham quan quy trình bảo trì và nâng cấp giúp giữ vững chất lượng nguyên bản của một cây đàn piano cơ. Tại đây, Minh Phụng Music không chỉ đơn thuần làm mới mà còn thực hiện các bước bảo dưỡng kỹ lưỡng và nâng cấp chuyên sâu để đảm bảo mỗi cây đàn luôn đạt trạng thái tốt nhất mà vẫn giữ nguyên chất lượng ban đầu. Hãy cùng Uyên khám phá quy trình này nhé! Xin chào tất cả mọi người! Hello với các bạn, xin giới thiệu đây là Ngọc Đen, nhân viên tại nhạc cụ Minh Phụng. Để mà đầu tư vô một cây piano á thì cũng là một khoản đầu tư lớn đúng không? Đúng cho rồi. Nên là mình cũng có nhiều đắn đo, em biết vấn đề đó, cho nên là ngày hôm nay em rất vui là được đồng hành cùng Uyên giới thiệu cho mọi người tham quan tổng kho piano Minh Phụng và quy trình cùng có những bước như thế nào để mọi người khi mà mua một cái đàn piano là không đắn đo về chất lượng cũng như âm thanh của một cái đàn. Ở Minh Phụng, đội ngũ sẽ luôn luôn thực hiện đầy đủ quy trình gồm 14 bước từ khâu kiểm tra cho đến khâu hoàn thiện sản phẩm để đảm bảo chất lượng là luôn luôn hoàn hảo trước khi đến tay khách hàng. 14 bước cơ đấy. Đúng rồi, 14 bước luôn chị. Vậy chắc hẳn cái vlog ngày hôm nay sẽ khá dài và mọi người hãy cùng theo chân Uyên và Ngọc để khám phá quy trình 14 bước đó như thế nào nhé. Let's go. Kho đàn của Minh Phụng Music hiện có hơn 300 cây đàn piano cơ với hơn 100 mẫu đến từ các thương hiệu hàng đầu như là Yamaha, Kawai, Kanepe và hơn 2.000 cây các dòng nhạc cụ khác như là piano điện, organ, trống hay là guitar, luôn trong tình trạng sẵn sàng phân phối đến các hệ thống đại lý và khách hàng toàn quốc. Bây giờ mình sẽ đi qua từng bước xử lý cái đàn này để chị xem ha. Cái này là mình để nguyên cây mình xử lý luôn hay là như thế nào em? Không chị, bây giờ mình phải tháo rời từng bộ phận để kiểm tra. Sau đó mình mới mang từng bộ phận đó đi để xử lý. Bên em là các anh nghiệp vụ là đã có dày dặn kinh nghiệm rồi và sử dụng những cái dụng cụ chuyên dụng để làm những cái thao tác này để xử lý thì đảm bảo với trước khi đến tay khách hàng là cái đàn vẫn giữ được nguyên âm thanh nguyên vẹn của nó. Và thì đây là bước đầu tiên là bước kiểm tra tháo rời các bộ phận và xử lý chà nhám. Ở bước đầu tiên này, kỹ thuật viên sẽ bắt đầu kiểm tra tổng thể để đánh giá tình trạng từng cái đàn một cách toàn diện, từng cái chi tiết nhỏ từ bàn phím đến búa, dây đàn cho đến chất lượng âm thanh và lớp sơn ngoài đều được xem xét kỹ lưỡng. Sau đó, kỹ thuật viên sẽ đưa ra phương án tối ưu, điều chỉnh riêng nhằm đảm bảo mỗi cái đàn đều đạt chuẩn chất lượng hoàn hảo. Ngọc ơi, nãy giờ thì chị xem thì mình phải tháo rất là nhiều chi tiết nhỏ như vậy á. Thì em có thể cho mọi người đang xem ở đây thì có thể biết được là cụ thể là mình sẽ tháo từng bộ phận nào được không? Đối với một cái đàn như thế này thì mình sẽ tháo nắp trên, nắp dưới của cái đàn. Tiếp theo là mình sẽ tháo nắp phím. Sau khi tháo nắp phím xong thì mình sẽ tháo cả cái dàn búa của cái đàn ra. Sau tháo dàn búa của đàn xong thì mình sẽ tháo dàn phím ra. Mình sẽ chỉ giữ lại là cái phần dây đàn thôi. Sau khi tháo ra thì các anh như anh Huy đây sẽ kiểm tra toàn bộ những cái linh kiện đó, những cái phụ kiện của cái đàn. Tất cả các bộ phận, kể cả từng cái phím một sẽ nốt lại số series để không bị nhầm lẫn sang cái đàn khác. Rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Là kỳ công đúng không mọi người ơi? Rồi bây giờ chắc là mình sẽ phải trải qua bước 2 đi ha. Đúng rồi, ok mình cùng xem bước 2 nha. Sau một thời gian dài sử dụng hoặc qua những lần vận chuyển, bề mặt của những cái đàn piano cơ khó có thể tránh khỏi những vết xước nhẹ làm giảm độ bóng của lớp sơn. Tuy không đáng kể nhưng vẫn ảnh hưởng đến vẻ thanh lịch và giá trị thẩm mỹ ban đầu, đòi hỏi sự tỉ mỉ chăm sóc để khôi phục lại nét hoàn hảo vốn có của cây đàn. Vì vậy, em sẽ dẫn chị Uyên đến bước tiếp theo, chà nhám và làm sạch bề mặt đàn. Anh Huy sẽ dùng máy chà nhám làm cho sạch những cái bề mặt của đàn. Ngoài ra thì như mới nãy các bạn cũng thấy những cái vết xước á, thì việc chà nhám sẽ hạn chế và bỏ đi những vết xước đó, chứ nó sẽ không ảnh hưởng gì tới việc cộng hưởng của âm thanh ha. Rồi, vậy chắc là Ngọc hướng dẫn cho chị những bước tiếp theo nha. Ok chị. Sau bước chà nhám thì cái đàn sẽ được đẩy vào phòng sân 1 để thực hiện tiếp bước tiếp theo là bước slot. Mình cùng vào trong ha. Như chị có thể thấy thì bên phải của chị đây là những cây đàn đã được chà nhám xong. Những cái phần mà bọc báo á, thì tức là cây đàn nó không bị dày trước quá nhiều cũng như là bị ảnh hưởng sâu vào bên gỗ của cây đàn, nên là các anh các chị sẽ bọc báo lại để không bị ảnh hưởng. Còn như cây này đúng không em, chị thấy đúng bọc rồi khá như là cây kỹ. Này thì là mình phải bọc cái máy lại để không bị ảnh hưởng bên trong cái phần chi tiết máy. Tiếp theo bước chà nhám khô là bước sơn lót, sẽ được áp dụng để bảo vệ gỗ và tạo độ bám cho lớp sơn phủ. Sơn lót này là loại BU chuyên dụng, giúp cho lớp sơn được bám chắc hơn mà không phải làm ảnh hưởng đến âm thanh. Lớp sơn phủ này sẽ được phun đều, mỗi lớp chỉ dày từ 20 cho đến 30 micron. Ngọc ơi, chị muốn hỏi là ví dụ như mình sơn nhiều lớp như vậy á, thì nó có làm giảm khả năng rung động của gỗ không em?
À, cái này á, mình sơn lớp lót như thế này chỉ là một cái phần lớp cực kỳ mỏng để mà tạo cái độ bám cho lớp sơn phủ thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái độ rung động của gỗ đâu. Ok, vậy giờ mình cùng đi ra ngoài chỗ mình chà nhám tiếp ha. À rồi, ok, đi thôi. Vậy là trong phần 1 này, bạn đã cùng Minh Phụng Music tìm hiểu về quá trình bảo dưỡng kỹ lưỡng và nâng cấp chuyên sâu để đưa cây đàn về với chất lượng tiêu chuẩn ban đầu của hãng. Pianoker chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn một trải nghiệm âm thanh đặc biệt nhờ sự cộng hưởng từ sao bo, dây đàn và khung đàn được thiết kế tỉ mỉ. Hãy đến với Minh Phụng Music, nơi bạn có vô số sự lựa chọn với hơn hàng trăm model từ các thương hiệu lớn như Yamaha, Kawai và nhiều thương hiệu khác. Với quy mô là nhà cung cấp Pianoker lớn nhất Sài Gòn, Minh Phụng Music cam kết mang đến cho các bạn những cái đàn piano với giá cả cạnh tranh nhất. Liên hệ ngay Minh Phụng Music qua số hotline 0919768606 hoặc ghé thăm các showroom của chúng tôi: showroom 1347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; showroom 2 98 Bành Văn Chương, phường 7, Tân Bình; và kho đàn 56-7 Tân Thứ Nhất 17, phường Tân Thứ Nhất, quận 12. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo với những quy trình thú vị trong bước tái tạo âm thanh của đàn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.